Chào mừng các bạn đã đến với SNews và cùng chúng mình nắm bắt tin tức mỗi ngày. Mặc cho đất nước Nhật Bản đang phải hứng chịu một cơn bão rất lớn, thì một YouTuber Việt Nam đang sinh sống tại Nhật vẫn làm video ăn uống đầy thú vị. YouTuber người Việt Nam nổi tiếng được nhắc đến trong câu chuyện lần này chính là chị Quỳnh JP. Chị chuyên làm những nội dung về ẩm thực như những clip mukbang. Mặc dù đơn giản nhưng những clip của chị Quỳnh JP thu hút được rất nhiều lượt xem. Kênh YouTube của chị đến nay đã có hơn 1,1 triệu người đăng ký và chị đã nhận được nút vàng của YouTube. Được biết thì chị Quỳnh JP đang sinh sống tại Nhật Bản, mà hiện tại thì Nhật Bản đang phải đón nhận cơn bão lớn nhất trong lịch sử từ 60 năm qua, khiến cho rất nhiều người cảm thấy hoang mang lo lắng. Dù vậy nhưng chị Quỳnh JP vẫn làm video thường xuyên, mặc cho bão ở ngoài cánh cửa. Những clip ăn uống gần đây như cùng con ăn nồi lẩu Thái khổng lồ hay tôm nữ hoàng chấm phô mai ăn cùng mì cay đang được cư dân mạng đón nhận nhiệt tình và chia sẻ rất nhiều. Chị Quỳnh chia sẻ rằng, ở nước Nhật chị đã quá quen với những cơn động đất hay là mưa bão, nhưng 365 ngày ở Nhật là 365 ngày động đất nên vẫn phải ăn chứ không thể nhịn đói. Lúc đó nếu không chết vì động đất mà chết vì đói thì còn vô duyên hơn. Mà dù có động đất mạnh thì vẫn phải ăn, ăn để còn có sức mà chạy. Những chia sẻ của chị đã khiến cho nhiều cư dân mạng phải bật cười. Nhiều người cho rằng chị quả là một YouTuber nghị lực nhất Việt Nam và không quên để lại comment động viên như: xuất sắc, đúng là trời có sập thì cũng phải đợi tao ăn xong đã. Trời đánh chén miếng ăn là đây, chị kiểu không thèm quan tâm đến bão bùng luôn ý. Xem thấy đồ ăn thì hấp dẫn mà chị ăn thì trông rất ngon miệng. Lần nào xem chị cũng phải đi kiếm cái gì đó ăn mới chịu được. Nghị lực và bản lĩnh thật sự, ngưỡng mộ hai mẹ con quá. Vừa hài hước vừa dễ thương, hai mẹ con nhớ ra thật nhiều video đó nha. Nghe nói bão lớn lắm, bên đó mong chị Quỳnh sẽ được bình an. Dù là động đất hay là sóng thần thì vẫn phải giữ được chiếc bụng no ấm. Các bạn có đồng tình với chị Quỳnh JP không thì để lại comment bên dưới. Ngoài ra thì cũng đừng quên subscribe cho SNews.